Dạ vâng, xin được mong chào đón toàn thể quý vị đã đến trong buổi tiệc dỗ kỳ cơm ngày hôm nay 3/4. Lời đầu tiên như mấy chị thấy xin được thay lời cho kiếp thực hiện chương trình cùng gia đình gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe tốt đẹp. Và kính thưa toàn thể quý vị, cứ độ năm vào ngày hôm nay thì đại gia đình của anh Sang có làm một buổi dỗ kỳ cơm, một mâm cơm dâng lên cho bà tổ tiên những người đã khuất, và sau đó có lời mời thân thương đến tất cả quý vị anh chị em bạn bè chúng ta cùng về đây để cùng dùng bữa cơm thân mật với gia đình trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì một lần nữa Diệp Thúy xin được bảo phép thay lời với gia đình gửi lời cảm ơn chân tình và sâu sắc đến toàn thể quý vị đã dành chút ít thời gian của mình về đây để cùng dùng bữa cơm, và một lần nữa cũng xin kính chúc tất cả quý vị sẽ có một bữa cơm thật ngon miệng cùng với gia đình. Và bên trên sân khấu ngày hôm nay thì có chương trình giao lưu sẽ cùng quốc mình hòa mình với đêm ban nhạc, mang lại một không khí ấm áp hơn trong cái tiệc dỗ. Diệp Thúy cũng mong muốn rằng toàn thể quý vị sẽ cùng dành cho mình những ca khúc mà chúng ta tâm đắc nhất để cùng mang về hòa mình với đêm ban nhạc để cho chương trình của chúng ta thêm phần thành công hơn. Và kính thưa toàn thể quý vị, trong cái dỗ kỳ cơm ngày hôm nay thì Diệp Thúy cũng mong muốn rằng tất cả quý vị chúng ta sẽ được ba bữa sang từ nơi cực lạc sẽ về phù hộ cho tất cả quý vị cũng như gia đình thật là nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài và sự như ý. Và cũng để toàn thể quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chương trình giao lưu trong buổi chiều ngày hôm nay với buổi tiệc dỗ kỳ cơm ba bữa sang sẽ được chính thức bắt đầu ạ. Yeah.
nên đọc lại trong tôi cho đến tên.